Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình Vì Trẻ Em thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị, dạy trẻ biết bơi là một giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tình trạng đuối nước ở trẻ em. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương như hiện nay thì đây lại là giải pháp khó thực hiện. Câu chuyện ở Đồng Tháp trong phóng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn về thực trạng này. Mời quý vị cùng theo dõi. Những hình ảnh đau lòng này là nỗi ám ảnh đối với người dân vùng sông nước. Chỉ một chút chủ quan, lơ là của gia đình đã dẫn đến những tai nạn thương tâm mà các em nhỏ là nạn nhân. Tới giờ ăn uống thì mình nói kiếm nó thôi, chứ còn nó đi chơi thì nó cũng lớn rồi, ở nhà cũng có thằng nhỏ hơn nữa. Nó đi chơi vòng vòng, mấy nhà vòng vòng ở đây vậy đó. Đâu mà ngờ nó đi xuống sông vậy đâu à. Em thấy nó cũng lớn, bơi lội giỏi rồi, em cũng không ít có quan tâm tới cháu. Khi mà ở sớm với ông ngoại này cho hay là em cũng chưa tin nữa, là nó lội giỏi lắm. Từ đầu năm 2015 đến nay, tại một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp liên tiếp xảy ra những trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Mới đây nhất là vụ đuối nước thương tâm khiến ba em nhỏ tử vong cùng lúc vào trung tuần tháng 6 tại phường 3, thành phố Cao Lãnh. Theo kết quả điều tra của tổ chức UNICEF tại Việt Nam, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Đuối nước hiện đang là nguyên nhân gây tử vong thứ hai chỉ sau tai nạn giao thông. Riêng tại Đồng Tháp, theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hàng năm trung bình có từ 50 đến 60 trường hợp trẻ em bị đuối nước trên địa bàn tỉnh. Và điều đáng nói là con số này cứ tăng dần theo từng năm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm như trên là do phần lớn trẻ em hiện nay chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, trong đó có nhiều em chưa biết bơi. Mới đây, một chương trình đào tạo kỹ năng bơi cứu sinh dựa vào cộng đồng đã được khởi động tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương thuộc Trường Đại học Y tế Công cộng và Trung tâm Phòng chống chấn thương quốc tế thuộc Trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp phối hợp triển khai thực hiện tại 5 trường tiểu học của huyện Cao Lãnh. Trong chương trình của chúng tôi thì chúng tôi yêu cầu sau khi học xong thì trẻ phải bơi tối thiểu phải 20 mét. Và bơi kiểu gì cũng được, không cần thiết phải bơi theo đúng kỹ thuật đẹp đâu. Mà chỉ cần đến đây là các em mới nổi, các em mới bơi được trong vòng khoảng 20 mét và khả năng nổi trên mặt nước khoảng 90 giây. Là trong cái thời gian đó là người ta cho rằng là trẻ có thể tự cứu được mình, hoặc là trong cái thời gian đó thì đủ cái thời gian để cho người khác phát hiện và cứu được trẻ. Một cái điểm nữa mới nữa đó là cái trong cái chương trình này, đối với những trẻ mà lớn tuổi một chút, khoảng độ 9 đến 10 tuổi, chúng tôi dạy cho trẻ một số cái kỹ năng gọi là cứu hộ cơ bản để cho trẻ biết và phát hiện và cảnh báo hoặc là cứu hộ khi mà gặp bạn hoặc là người nào đó bị rơi xuống nước mà có thể có nguy cơ bị đuối nước. Mục tiêu của chương trình là đào tạo được ít nhất 1.000 trẻ em từ 6 đến 11 tuổi trong dự án có kỹ năng bơi an toàn. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ về thiết bị và giáo trình dạy bơi, huấn luyện cho giáo viên dạy bơi và xây dựng 3 bể bơi ở 3 trường học mà chưa có bể bơi kiên cố. Tuy nhiên, những chương trình đào tạo kỹ năng bơi như thế này mới chỉ có khả năng triển khai trên phạm vi hẹp và hỗ trợ phần nào cơ sở vật chất, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em về lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng đã đưa chương trình dạy bơi vào trường học, nhất là ở các trường tiểu học và trung học cơ sở. Hiện trong toàn tỉnh Đồng Tháp có 29 bể bơi được đầu tư xây dựng từ chương trình phổ cập bơi với nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Do cái nguồn kinh phí có hạn, cho nên đó là chúng ta chỉ là triển khai ở một số cái trường có cái điều kiện cơ sở vật chất tương đối. Bên cạnh đó thì ngành giáo dục cũng đã kêu gọi xã hội hóa. Và hiện tại thì cũng đã có một số là nhà đầu tư đã đầu tư các cái bể bơi trong các cái trường tiểu học. Vẫn biết việc dạy trẻ biết bơi là điều cần thiết, song với nguồn kinh phí hạn hẹp, điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương còn nhiều thiếu thốn như hiện nay, công việc này không thể chỉ trông chờ vào các chương trình, dự án hay mô hình dạy bơi, mà quan trọng hơn, mỗi gia đình cần chủ động trang bị cho con trẻ những kỹ năng xử lý tình huống khi vui đùa, bơi lội trên sông nước, cho con em mình tham gia những lớp tập bơi
và rèn luyện thói quen sử dụng áo phao, phao cứu sinh cũng như những vật dụng nổi khác để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, viêm não là một căn bệnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ vào mùa nắng nóng. Điều đáng nói, dấu hiệu mắc bệnh viêm não ở trẻ không dễ phát hiện và nếu đưa trẻ đi điều trị chậm trễ, có thể để lại nhiều di chứng nặng nề. Trong chuyên mục kết nối ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên truyền hình Vì Trẻ Em với bác sĩ Nguyễn Văn Thường, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để tìm hiểu thêm về bệnh viêm não ở trẻ nhỏ cũng như biết được cách phòng ngừa bệnh cho trẻ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thường đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa bác sĩ có thể cho biết là có những nguyên nhân chính nào dẫn đến bệnh viêm não ở trẻ em ạ? Viêm não ở trẻ em thì có 3 nhóm nguyên nhân chính. Cái nhóm đầu tiên hay gặp đấy là do viêm não do virus, nhóm thứ hai là do vi khuẩn và nhóm thứ ba do lấm và ký sinh trùng. Trong 3 nhóm nguyên nhân này thì người ta đặc biệt chú ý đến 3 loại virus. 3 loại virus này gây ra bệnh khoảng chiếm 85% các ca viêm não ở Việt Nam. Đấy là thứ nhất là viêm não Nhật Bản mà danh từ ngày xưa vẫn dùng là viêm não Nhật Bản B. Thứ hai là viêm não do herpes, virus herpes. Và cái thứ ba là viêm não do EV, enterovirus, mà một trong những cái biến chứng của chân tay miệng. Thì ba cái con virus này chiếm khoảng 80% các ca viêm não ở Việt Nam hiện nay. Thưa bác sĩ, vậy thì bệnh viêm não có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng như thế nào cho sức khỏe của trẻ ạ? Viêm não là một trong những cấp cứu nội khoa nói chung. Bởi vì này, cái này phải phát hiện sớm, điều trị sớm, nó sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ biến chứng. Bởi vì chúng ta biết là bất kể một cái nhiễm khuẩn thần kinh trung ương nào thì điều trị nếu trẻ không tử vong thì thông thường là rất dễ để lại di chứng sau này cho trẻ, tức là sau cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái thậm chí nói xa xôi nữa là cái chất lượng dân số sẽ bị giảm, sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ sau này, ảnh hưởng đến phát triển tâm thần vận động sau này nếu mà chúng ta không điều trị sớm, không điều trị kịp thời. Vậy thì có những cái dấu hiệu nào để cho các bậc cha mẹ có thể phát hiện sớm là con em mình có nguy cơ mắc viêm não hay không thưa bác sĩ? Chứng chung của viêm não ở nhà gia đình ấy, thì người ta vẫn nói là có 3 triệu chứng cổ điển, bệnh nhân sốt cao, co giật rồi hôn mê. Thì do vậy mà bất cứ trẻ nào mà có cái dấu hiệu mà sốt cao, sốt khó hạ nhiệt độ kèm theo co giật thì chúng ta đều phải đưa đến những cơ sở y tế sớm gần nhất hoặc những cơ sở y tế mà người ta có thể chẩn đoán để phân loại, phân biệt đây có phải viêm não hay không. Nếu có viêm não chúng ta phải có cái điều trị sớm cho trẻ. Vậy thì thưa bác sĩ, để phòng ngừa cho trẻ khỏi mắc bệnh viêm não thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những điều gì ạ? Để phòng bệnh cho trẻ viêm não thì chúng ta có rất là nhiều cách. Cách đầu tiên là tất cả những nhóm bệnh, những cái bệnh nào mà có thể tiêm phòng được thì chúng ta phải dự phòng một vaccine cho trẻ. Như viêm não Nhật Bản là vaccine, viêm não Nhật Bản là vaccine rất tốt. Và chính cái viêm não Nhật Bản hiện nay nó giảm xuống, đấy là do mình cái kết quả của chúng ta tiêm phòng. Vậy chúng ta phải tiêm phòng đúng độ tuổi. Còn những cái loại virus nào mà chưa có vaccine thì chúng ta phải chủ động phòng tránh. Tôi ví dụ như là nếu là viêm não do EV thì đây là cái nhóm mà virus lây qua đường tiêu hóa thì chúng ta phải tránh bằng cách là ăn chín, uống sôi. Thế rồi là chúng ta phải tránh các cái nguồn lây. Khi mà ở trong cái vùng ổ dịch thì chúng ta khi mà đã có thấy dấu hiệu mà có cái chỗ này chỗ kia có xuất hiện dịch hoặc là có xuất hiện những cái ca viêm não dù là lẻ tẻ thì chúng ta có hạn chế trẻ ở những cái nơi mà tiếp xúc đông người, cũng là cái mà có thể là cái nguồn lây tiềm tàng cho trẻ. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất hữu ích mà bác sĩ vừa chia sẻ. Trong chuyên mục Nâng Bước Tương Lai tuần này, mời quý vị cùng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của em Đinh Hương ở xã Đắc Gia, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng. Em không được may mắn như các bạn khác. Hương của em rất dễ dãy. Từ hồi em 1 tuổi, nghe mẹ kể lại, lúc tập đứng là bắt đầu gãy xương. Đến giờ em gãy xương đã 12 lần rồi. Mỗi lần gãy xương đau lắm, mẹ cũng có khuyên em nghỉ học. Nhưng em năn nỉ mãi, mẹ mới đồng ý cho đi học lại.
Trong căn nhà tình toàng, mượn của một người tốt bụng trong làng, chị Lê Thị Thúy Hòa, mẹ của Hương, cũng là một nạn nhân chất độc da cam, nghẹn ngào khi kể về những cảm xúc vào cái ngày đầu tiên đón con chào đời. Hội chứng tạo xương bất toàn, một chứng rối loạn chuyển hóa gen bẩm sinh, đã làm cho cấu trúc xương của Đinh Hương luôn trong tình trạng giòn và dễ gãy. Ngày Hương tập đứng trên đôi chân của mình cũng là mở đầu cho những lần gãy xương cho tới tận bây giờ. Một mình trèo trống nuôi mẹ già, vợ đau, con ốm, nên thu nhập từ tiệm tạp hóa nhỏ và công việc làm thuê, quốc mướn của anh Dung, dân tộc Ba Na, cũng chỉ đủ bữa đói, bữa no cho gia đình. Khó khăn là vậy, nhưng thấy niềm vui khi được đi học lấp lánh trong đôi mắt của cô con gái bé bỏng, anh lại có thêm động lực để cố gắng, giúp con đeo đuổi ước mơ đèn sách. Còn với bé Hương, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Với thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi và tiên tiến, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, cô học trò xương thủy tinh này đã trở thành tấm gương sáng không chỉ của lớp 8A mà của tất cả học sinh trong trường trung học cơ sở Quang Trung, xã Đắc Gia, huyện Mang Giang. Để ước mơ tới trường của em không dang dở, rất cần những vòng tay nhân ái sẻ chia của cộng đồng. Ước mơ tới trường của Đinh Hương rất cần sự hỗ trợ của quý vị khán giả. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban biên tập truyền hình Vì Trẻ Em, địa chỉ 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại 080-48-197. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ www.moliza.gov.vn hoặc www.trẻem.gov.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 16:15 thứ năm tuần sau. Làm gì nếu bạn làm việc mà không được trả lương? Bất cơ vào chỗ mày, hàng về rồi. Làm gì nếu bạn bị kết hôn với một người nào đó mà bạn không quen biết? Làm gì nếu bạn là nhân chứng hoặc là nạn nhân của việc bắt cóc trẻ em? Làm gì nếu bạn bị ép tham gia dịch vụ tình dục? Hãy gọi điện thoại tới đường dây nóng phòng chống mua bán người 1800 1567. Hãy cùng nhau góp sức ngăn chặn nạn mua bán người.